Nam Thư và Thúy Ngân cũng đã xuất hiện với hai cái tông màu cũng na ná như nhau, đất đi với cái nền phía sau luôn, nhìn rộn thấy ai em tao luôn á Thư. Nhưng mà anh nghĩ nói một câu công bằng đi, tụi em có đẹp không anh? Đẹp đó. Đẹp là được rồi anh, thấy không, thấy không, đứa trắng đứa đen, hai chiến tuyến đó em. Đúng rồi, anh cũng đen kìa. Thì anh cũng đen nè, mấy cái đứa mà đóng vai ác á Thư thường là đen đen. Maleficent đó, anh với em ít khi nào được đóng vai hiền lắm. Đúng rồi. Dạ em tuy là mặt váy trắng nhưng mà em cũng đóng vai ác không à. À em là ác ngầm phải không? Dạ. Bữa nay cũng đồ đen mà sao hai đứa nó sáng quá Thư, nó sáng nó sang nó sạch. Đúng rồi, còn em thấy đen sao mà nhìn nó chợ như ta. Chào hai em. Xin chào mọi người, em tên là Jean Hồng Vịnh, hiện đang là ca sĩ, nhạc sĩ và music producer. Wow, giỏi quá vậy. À, xin chào mọi người, em tên là Thành Đạt và hiện tại là ca sĩ của nhóm The Wings. Ôi, hai ca sĩ đến tham dự chương trình mình. Không mấy bây giờ hai đội trưởng mình hát cái mình chào đón người ta coi. Không, em nghe nói chị Thư hát rất hay á. Trời ơi, em mời chị gì à, kêu chị hát là bình thường. Anh ơi anh ở lại với em anh ơi, ơi. Đừng làm anh ơi trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Rồi đấy gặp, vô. Đêm đi đêm đi. Đi qua luôn đó. Qua luôn, qua, qua luôn. Qua luôn ha. Dạ qua luôn. Qua luôn. Dạ. Cho nên là mình làm diễn viên thôi em ha. Dạ. Còn em cái chuyện là... ca hát để cho hai em nó làm. Dạ vâng, đúng rồi anh ơi. Hãy để cho hai anh chị đó hát cho mình nghe đi anh. Xin Hồng Vịnh và Thành Đạt. Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó chưa kìm yêu anh. Nhớ đúng không khi mong nhớ anh thôi. Đó cũng chính như lúc anh lo. Quá hay ghê không? Hay quá. Chuẩn bị 1, 2, 3, quay lại. Bắt chung, bắt chung. Thấy hồn. Không kịp thèm. Chém, chém. Chặt. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi em. Nói vậy sao em không làm gì? Chém. Vậy nó dễ hơn, nó là chặt hơn. Đúng rồi. Nhưng mà em hên là cái đầu tiên không phải, nhưng mà chặt vô cái này nè. Đó là từ chặt. Đúng rồi. Yeah. Thật sự là mình phải đi nhanh hơn. Anh thấy không? Anh thấy không? Đôi dép phong thủy của em mà chị. Đôi dép dễ sợ thiệt luôn ha. Cái đôi dép này ở nhà em đi chợ hay làm gì Thúy Ngân? Dạ không, cái này là em ăn kẹo nhiều quá, cái nó tặng em á anh. Ăn kẹo nhiều mới biết nó được tặng đôi dép luôn. Dạ hả? Đúng rồi. Lẽ ra em ăn kẹo nhiều người ta phải tặng em cái hàm răng giả mới đúng chứ. Chuẩn bị 1, 2, 3 quay lại. Em Thúy Ngân trước nè. Ngất. Xỉu xỉu. Yeah. Đó là từ xỉu. Yeah. Hay quá, hay quá. Chuẩn bị 1, 2, 3. Chạy thẳng vô đây, chạy thẳng vô đây. Trời ơi, mày nè, chạy vòng nữa. Nhai. Ở đây. Chân chim nổi luôn. Đúng rồi. Đâu để coi thử coi nó là từ gì. Phải không anh? Đó là từ nhai. Đúng. Wow. Nhai, đó là từ nhai. Diễn tỏa thôi, chưa kịp nói gì hết trơn trọi á. Lại nhai hết bên đây thêm điểm nữa. Hay quá. 3 điểm dành cho Thúy Ngân. Yeah. Hôm nay là đôi dép của em sẽ phát huy tác dụng. Ngân. Dạ, em mặc cái áo rất là xinh xắn, hai cái nơ hai bên, cái đầm rất là nữ tính, nhìn xuống đôi dép của em. Sai quá, sai. Chị biết sao không, nó đem lại may mắn cho em. Ừ. Để coi còn may mắn tiếp tục đến với Thúy Ngân hay không. 1, 2, 3, quay lại. Bình. Bình yên. Yeah. Hay quá, bé ơi. Sao con bạn lại bình tĩnh nhỉ? Công nhận bé. Giống như là cái tâm hồn bé nó bình yên á. Thế nên nó nghĩ ra cái từ này. Đó là từ yên. Điểm số hiện nay là đội Thúy Ngân đang tạm nhận trước là 3 điểm, đội Nam Thư là 1 điểm. 1 điểm. Ủa anh như vậy là ý gì hả anh? Không có, anh cười cho em có thêm tinh thần để mà thi đó Thư. À còn em thì cảm thấy đang cười với mặt em. Ồ vậy hả? Vậy thôi anh né cái mặt em ra anh cười. Mình chọn số 3 nha. Đang có 3 điểm. Rồi. Sao vậy? Sao mặt em căng thẳng vậy em? Tại vì vẽ em xấu lắm. Đây là một loại vật dụng hữu ích. Bắt đầu. Vật dụng hữu ích hả? Bàn, tủ, ghế.
này giống bánh xe ấy vậy? Bánh xe ô tô. Xài bét. Ờ, con người. Hai người. Hôn nhau. Ê, dài. Hai con người, hai gương mặt, hai cái đầu. Là cái gì ta? Nhìn nhau hả? Đó là cái gì vậy em? Con gián hả? Khổ quá à, trời ơi. Hai mặt. Cái gì hai mặt? Hai mặt. Băng keo, băng dính, băng keo. Băng keo, gương soi đúng không? Hả? Cái gương đúng không? Đây không, bây giờ đi, đây đây, em nói đi là gì? Quận băng keo đó, nhưng mà em không biết em như thế nào. Y như cái phao vậy đó. Không cái phao gì đó, em tưởng cái bánh xe, đúng là hai mặt bánh là chuẩn nhất đây. Nhưng mà rất là tiếc, Thúy Ngân đã đoán sai. Hai mặt hả? Đó là băng keo hai mặt. Khó quá. Em, ủa, em nè, em dán gì vậy? Đây, đây, dễ anh, quá anh, mà em. Thị phạm, thị phạm. Không cần phải thị phạm. Cái vấn đề là cái chữ hai mặt, em đã vẽ được cái hai mặt thì em phải nhấn vô cho người chơi mình biết đó là cái hai mặt. Tại vì cái chữ băng chữ keo mình khó vẽ. Ở mồm, nhìn đi. Đây là một địa điểm giải trí nha. Đấy, quá nha. Dễ. Công viên đúng không? Đúng đúng đúng. Công viên thỏ trắng, công viên thỏ trắng. Yeah. Trời ơi, cái thỏ này à? Trời ơi. Sao mới vậy có cái đầu thôi mà biết công viên thỏ trắng hay vậy? Dễ quá. Trời ơi, đó là công viên thỏ trắng. Ủa sao hay vậy? Em không biết nó là gì luôn á. Không thỏ nè. Vậy nè, chơi cái game này, đầu tiên em phải co cụm lại một địa điểm vui chơi. Thì vui chơi là đâu? Sở thú nè, công viên nước nè, rạp phim nè. Mình sẽ co cụm lại, bắt đầu mình lọc ra. Đúng rồi, hay quá. Anh thật ra anh cũng chưa vô công viên thỏ trắng. Công viên thỏ hay. Nó tên là công viên thỏ trắng rồi. Công viên thỏ trắng mang về cho đội Nam Thư 2 điểm. Hiện nay điểm số đang hòa nhau 3 đều. Bây giờ hai đội trưởng sẽ vẽ cùng một lúc và hai em bên dưới sẽ cùng đoán. Bên nào đoán đúng và đoán trước thì sẽ có được 2 điểm nha. Đây là điều mà cả Đại Nghĩa, Nam Thư và Thúy Ngân đều muốn có. Nói chung là ai cũng muốn có hết trơn á. Nhà cao cửa rộng hả? Trời ơi. Chính xác. Trời ơi. Em hơi thắc mắc là giống như là hai chị Thư và bạn này giống như là đọc được suy nghĩ của nhau hả hay sao vậy? Hiểu ý nhau. Là chưa cần vẽ là biết không, không có cái nhà luôn. có cái nhà em cũng có cái nhà không luôn em à. Ơi em vẽ cái lều, túp lều lý tưởng. Nhà cao đó là nhà cao cửa rộng. Yeah, hay quá, hay quá. Thật ra chúng ta đó phải để ý đến cái sự gợi ý, cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đều muốn có, và cái nhà lên nữa thì đó là nhà cao cửa rộng, mình phải để ý cái đó ha. Như vậy là đội Nam Thư đã ghi thêm cho mình được 2 điểm. Hiện nay thì điểm số đang là 3-5, đội Nam Thư đã vượt lên dẫn trước. Lần này nếu như mà đạt em thắng á thì hai đội sẽ về ha, lúc đó mình sẽ có thêm một cái phần thi phụ nữa. Còn nếu như mà xin Hồng Vịnh thắng luôn á thì coi như mình đi thẳng vào vòng đặc biệt luôn, không nói năng gì hết. Cố gắng lên cả hai nha. Và bây giờ các em chọn số mấy? Số 6. Rồi ok. Đây là tên một món ăn. Bánh hả? Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì ốp la. Bánh mì sữa. Bánh mì bơ sữa. Bánh mì bơ sữa. Chính xác. Bánh mì bơ sữa. Yeah. Em có ăn món này không em? Đây ạ, bánh bơ sữa. Không, thật ra dễ ổ mì ra nha. Bên đây là ổ mì không ra nghe em nha. Qua đây cho mọi người coi. Cái này thật ra nếu giờ không biết là bánh mì đâu. Tại vì chỉ đoán được rồi cho nên em không vẽ nữa. Nhưng mà cuối cùng thì đội Nam Thư đã đoán ra mang về thêm 2 điểm. Giỏi quá. Như vậy là Đạt ơi, mình chỉ có 3 điểm thôi và mình sẽ phải chia tay với chương trình tại đây. Mời Thúy Ngân lên đây. Ủa đôi dép vàng của em đâu? Nó hết phong thủy rồi. Đôi dép màu vàng đâu rồi? Ngân, chị nghĩ là em phải mang đôi dép màu vàng đó suốt tham gia chương trình luôn. Đồ nào cũng mang luôn hả chị? Đồ nào cũng mang đôi đó. Bất chấp em mang áo dài, em mặc áo dài vẫn mang đôi đó. Đúng. Em mang đồng dạ hội, em vẫn mang đôi đó cho anh. Có kỳ không anh? Thì nó hơn mà em. Nó hơn mà. Không, từ khi mà chị Thư hỏi là nó hết hơn rồi anh. Vậy là số sau á. Chị Thư đừng hỏi gì hết. Đừng hỏi gì hết chị. Đừng. Rồi, chia tay hai bạn từ đây nha. Xin chào. Đi nào mà hai đứa mình đi uống sinh tố đi em.
Yeah.